Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là pin của Nokia X10, một trong những mẫu pin cực kỳ là khó tìm nếu không tìm được đúng địa chỉ chuyên cung cấp pin cho các dòng điện thoại Nokia. Pin Nokia X10 có tên mã là CN110, dung lượng pin 4370 mAh. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần pin, pin của Nokia X10 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới pin cho điện thoại Nokia X10, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên thiết bị di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả các link phụ kiện trên Nokia X10 nói chung và pin của Nokia X10 nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship pin Nokia X10 đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship các linh kiện phụ quá trình sửa chữa Nokia X10 đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp linh phụ kiện thì chỉ nhận thay mới pin cho điện thoại Nokia hàng đầu này.